Mình sẽ tiến hành chứng minh một cái, thật ra tìm ra một cái đẳng thức thú vị liên quan tới ma trận và giải Fibonacci ha. Ở đây chúng ta cho n là xét cái giải Fibonacci F0 bằng 0, F1 bằng 1, Sn cộng 1 bằng Sn cộng với Sn trừ 1. Mọi n lớn bằng 1. Tất nhiên cái giải Fibonacci với chỉ số bắt đầu là 1, F1 bằng 1, F2 bằng 1. Chúng ta cũng có cái hệ thức tri hồi như thế này. Thì nó cũng là một giải thôi ha. Nó chỉ khác nhau có thêm bổ sung thêm cái số hạng F0 thôi. Còn có vấn đề gì ha? Đây là giải Fibonacci. Chúng ta chứng minh cái đẳng thức bên dưới. Thật ra không phải là chứng minh mà là tìm ra đẳng thức. Một, 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 không, mũ nào. Bằng Fn cộng 1, Fn, Fn, Fn trừ 1. Mọi n lớn bằng 1. Công việc chúng ta là tìm ra nó như thế nào ha, chứ không phải là chứng minh. Tìm đẳng thức này. Tức là bằng cách nào đó chúng ta lý giải, ta tìm ra được cái đẳng thức này, ma trận này lý thừa đúng bằng cái ma trận bên phải, đúng cấu trúc như bên phải. Chúng ta lý giải từ trái qua phải hoặc từ trái, phải sang trái ha. Chúng ta thử đưa ra hai phân tích. Còn cái việc chứng minh á, có sẵn cái đẳng thức này rồi, chứng minh thì chúng ta làm khá là đơn giản, chúng ta dùng pháp quy nạp ha. Lúc đó phương pháp quy nạp nó tỏ ra rất là hiệu quả để chứng minh cái đẳng thức này. Chúng ta thử tìm ra những cái lý giải để có được cái đẳng thức này. Thử chúng ta xem xét hai phân tích bên dưới. Phân tích 1. Ở phân tích 1 này mình sẽ cố gắng tìm tìm ra cái đẳng thức này nhờ vào A, cái ma trận mũ N này ha, lũy thừa N của ma trận này. Xuất phát từ 1, 1, 1, 0 mũ N. Từ đây chúng ta đi ra ha. Hiển nhiên thì cái lũy thừa này nó là một kết quả là một ma trận ha. 1, 1, 1, 0, mũ N. Thì nó là một ma trận cấp 2 nhân 2. Thì cấu trúc của nó như thế này. Chúng ta gọi chắc chắn là tồn tại các cái dãy số AN, BN, CN, DN nó thỏa mãn tính chất này ha. Tồn tại duy nhất một bộ mà bốn cái dãy số thỏa mãn cái điều này ha. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập một cái hệ thức tri hồi để xây dựng cái hệ thức tri hồi cho cái dãy số này. Hiển nhiên chúng ta có được cái điều sau. Chúng ta có A1. Rõ ràng A1 thì bằng ứng với N bằng 1 ha. A1 bằng B1 bằng C1 bằng 1. Còn D1 chúng ta bằng bằng 0. Chúng ta có thể xác định thêm cái con A2, B2, C2, D2 ha. Để lát các chúng ta sử dụng. Cần gì chúng ta tính thử ha, để có được cái điều đó thì chúng ta lũy thừa hai thôi, một
một một không thì thừa hai thì a hai b hai c hai d hai bằng và tiến hành nhân hai ma trận thôi. À, tính nhanh hơn. Dòng nhân cột 2, dòng nhân cột 1, dòng nhân cột 1, dòng 11 luôn. Vậy chúng ta sẽ có được A2 bằng 2. B2 bằng C2 bằng D2 bằng 1. Ta sử dụng các cái thông tin này để lát chúng ta xác định cái giải chi hồi AN, BN, CN, DN ha. Nhớ là công việc chúng ta hiện tại là chúng ta đang cố gắng tìm ra cái quy luật của các cái giải số AN, BN, CN ha. Định. Các cái giải này AN BN CN và DN. Chúng ta xác định được các cái giải này, tức là chúng ta đã xác định được cái cấu trúc của lũy thừa ma trận này, và xác định được thì tức là nó chúng ta đã tìm ra được cái cấu trúc mà liên quan tới giải Fibonacci bên trên. Và đó chính là cái việc mà chúng ta mong muốn ha. Chúng ta để đạt được điều đó chúng ta sẽ xây dựng cái hệ thức truy hồi. À, như là giả sử nè. Ta có AN cộng 1 BN cộng 1 CN cộng 1, DN cộng 1. Nó thì nó sẽ bằng là cái ma trận 1, 1, 1, 0, mũ N cộng 1. Và để tìm ra hệ thức chi hồi ha, chúng ta sẽ viết cái ma trận này, tích lũy thừa ma trận theo cái định nghĩa chi hồi. Thì nó sẽ bằng ma trận 1, 1, 1, 0, nhân với cái ma trận đó mũ n. Ma trận đó mũ n thì nó chính là an bn cn dn. Chúng ta khai triển ra nhân ma trận thì ra là dòng thứ nhất nhân cột thứ nhất là an cộng cn, dòng thứ nhất nhân cột thứ hai chúng ta có bn cộng dn. Dòng thứ hai nhân cột thứ nhất là AN. Dòng thứ hai nhân cột thứ hai có BN. Chúng ta có điều này đúng với mẫu N lớn bằng 0 ha. Chính vì thế chúng ta sẽ dẫn đến cái liên hệ cái hệ thức chi hồi ha. Hai ma trận này bằng nhau nè. Chúng ta đã đồng nhất các hệ số nó với nhau. N cộng 1 bằng N cộng CN. BN cộng 1 bằng BN cộng DN. CN cộng 1 bằng AN DN cộng 1 bằng BN. Cái điều này đúng với mẫu N lớn bằng 0 ha. Tất nhiên là đang xét số nguyên không âm ha. Từ cái này chúng ta sẽ dẫn đến CN này thì nó bằng là
AN trừ 1 này. Và chúng ta cũng tương tự, chúng ta có DN nè bằng BN trừ 1 nè. Tất nhiên nó đúng với mọi N lớn bằng 1. À, kết hợp với cái thứ nhất và cái thứ hai ha. Nhớ là chúng ta đã thay, lúc này chúng ta thay CN bởi AN trừ 1. Chúng ta sẽ dẫn đến AN cộng 1 bằng AN cộng cho CN nhập AN trừ 1. Mọi N lớn bằng 1. Và tương tự như vậy chúng ta có BN cộng 1 bằng BN cộng BN trừ 1. Mọi N lớn bằng 1. À, như vậy chúng ta thấy được rằng là giải AN và giải BN nó có mối gọi là có những cái liên hệ mật thiết với cái giải Fibonacci rồi ha. Rồi chúng ta sẽ xem xét thật sự xem cái giải nào mới là cái giải Fibonacci. Chúng ta kiểm tra lại. Chúng ta có B1, B2 bằng 1. Nhớ là chúng ta có thêm B1 bằng B2 bằng 1. Còn riêng cái con AN á, ta xem lại trên nè. A1 bằng 1, A2 bằng 2. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được cái giải BN của chúng ta chính là giải Fibonacci. Suy ra BN chính là SN. Cái mọi N thuộc tập số tự nhiên. Chính vì BN nó bằng SN ha, thì chúng ta sẽ suy ra được DN chính là SN trừ 1. Và chúng ta lưu ý rằng là cái con A1, A2 này nè, A2 này chính là con F, F3 ha. A2 chính là F3 ha. Như vậy chúng ta sẽ có được là nói chung là A1 thì nó chính là F2. Như vậy từ đây chúng ta sẽ thấy được rằng là cái chỉ số của cái con AN này nè nó sẽ lệch so với giải Fibonacci một đơn vị. Và chúng ta có thể cụ thể là AN của chúng ta chính là bằng FN cộng 1. Và chúng ta nhìn vào cái mối liên hệ giữa AN và CN nè. Chúng ta sẽ suy ra được CN của chúng ta chính là FN luôn. Như vậy chúng ta đã tìm ra được AN, BN, CN, DN liên hệ với cái giải Fibonacci rồi ha. Tất nhiên ở đây thì chúng ta cần có điều kiện N lớn bằng 1. Vậy cái ma trận 1 1 1 0 mũ n thì nó sẽ bằng là an an thì nó chính là fn cộng 1 nè, bn chính là fn nè, cn chính là fn nè, dn chính là fn trừ 1. Cái đẳng thức này đúng với mọi n lớn bằng 1. Vậy chúng ta đã có được lý thừa của ma trận này, nó có cấu trúc như thế này, nó liên quan mật thiết với cái giải Fibonacci ha. Như vậy chúng ta đã có cái mối liên hệ từ cái bên trái, chúng ta tìm ra được cái bên phải nhờ vào cái cách xây dựng cái công thức truy hồi cho cái các số hạng tổng quát của mỗi phần tử của cái ma trận A mũ n, với A là ma trận 1 1 1 0. Cái mấu chốt quan trọng là xây dựng hệ thức tri hồi đây ha. Sau khi xây dựng hệ thức tri hồi xong, chúng ta tìm ra được các mối liên hệ tri hồi nè giữa các cái phần tử, xong đó chúng ta nhận ra nó liên quan mật thiết với giải Fibonacci, và chúng ta chú ý đến các cái số hạng bắt đầu để từ đó chúng ta tìm ra được
mối liên hệ giữa ANBN, CNDN với giải Fibonacci ha. Cái sự trùng khớp giữa con B giải BN và BN với FN ha. Rồi từ đó chúng ta tìm ra mối liên hệ giữa DN và FN. Sau đó chúng ta chú ý đến cái chỉ số con A2 này nè. Chính là con F3. Con A1 này chính là F2. Thì chúng ta sẽ suy ra được AN chính là FN cộng 1. Từ đó suy ra CN chính là FN luôn. Đây là một hướng tiếp cận ha. Ngoài ra chúng ta có thể đi hướng theo hướng tiếp cận ngược lại, là đi từ phải sang trái. Chúng ta nếu chúng ta xuất phát từ cái hướng thứ hai nha. Từ cái ma trận này. Chúng ta tìm ra được cái đẳng thức cái ma trận. Chúng ta tìm ra đứa này ha. Thì cụ thể như sau, chúng ta có được cái hệ thức tri hồi là Fn cộng 1 bằng Fn cộng cho Fn trừ 1. Mỗi n lớn bằng 1. Và hiển nhiên chúng ta cũng sẽ có Fn nè, sẽ bằng là Fn nè cộng cho 0 nhân cho Fn trừ 1. Chính vì thế chúng ta sẽ có được là Fn nè, Fn cộng 1 nè, Fn nè. Thì viết dưới dạng ma trận nè, nó chính là 1, 1, 1, 0, Fn, Fn trừ 1. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được, ở đây chúng ta đặt cái ma trận A đi ha. A bằng 1, 1, 1, 0. Thì chúng ta sẽ có được Fn cộng 1 Fn thì nó chính là bằng A lần Fn Fn trừ 1. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ ra nó ra chính là A mũ N trừ 1. A mũ N đúng ha. A mũ N trừ 1 ha. Đây là F2 F1. Thì chúng ta sẽ có được cái này bằng A mũ N trừ 1 nhân với cái ma trận 1, 1 ở nhầm nhân cái ta cột cũng được, ma trận được. Tương tự như vậy, ta có Fn Fn trừ 1 thì nó sẽ bằng là A mũ N trừ 1. Ở đây là F1, F0. Ta lùi một đơn vị luôn ha. Thì nó chính là A mũ N trừ 1. Này 1, 0. Rồi. Như vậy chúng ta có được hai cái cột của ma trận bên trái nè, ma trận này ha. Ma trận bên trái này chính là ma trận bên phải trong cái trang phía trước. Như vậy chúng ta thử xem xét cái ma trận này nó bằng cái gì, có liên hệ gì cái ma trận bên đây hay không. Thì đó. Fn cộng 1 Fn 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 trừ 1 thì nó chính là cái ma trận A mũ N trừ 1 nhân với cái tơ cột 1, 1. Rồi tiếp tục A mũ N trừ 1 nhân cái tơ cột 1, 0. Chúng ta sẽ thấy được rằng cái ma trận trên nó chính là ma trận A mũ N trừ 1 nhân cái ma trận 1, 1, 1, 0. Thì đây chính là A mũ N trừ 1 nhân cho A nè. Thì nó chính là A mũ N. Mình lý giải thêm ngay chỗ này. Tại sao có dòng này? Chúng ta có A ma trận A nhân ma trận B nè. Hay là ma trận C nhân ma trận D đi. Trận C nhân ma trận D. Thì nó sẽ bằng là giả sử hai cái ma trận là ma trận cấp 2, ma trận vuông cấp 2 nha. Thì chúng ta sẽ có ma trận C nhân ma trận D được xác định như sau. Để tìm ra được ma trận C nhân D thì chúng ta sẽ lấy ma trận C nè nhân với cái tơ cột của ma trận D.
cột 1 của D. Rồi lấy ma trận C nhân với cột 2 của ma trận D. Chúng ta cố định cái cột, cố định mỗi cột của ma trận D, ta lấy cái ma cái cột đó tích một hướng lần lượt với các dòng của ma trận C, chúng ta ra được ma trận kết quả ha. Ở đây cũng tương tự như vậy nè. Chúng ta cố định ma trận phía trước là AM n-1 nè, A muốn n-1 nè, nhân với mỗi cột của ma trận phía sau. Vậy nó chính là tích của ma trận A muốn n-1 với ma trận cột thứ nhất nè, cột thứ hai nè. Thì thật ra đây chính là ma trận A muốn A nè. Vậy kết quả chúng ta chính là A muốn n-1 nhân A. Chúng ta có một cái đẳng thức là liên hệ giữa cái các cái số hệ cái giải Fibonacci nè, cái ma trận được tạo ra từ giải Fibonacci bằng A muốn N với A chính là cái ma trận 1 1 1 0. Như vậy chúng ta có hai cái lý giải để tìm ra được cái đẳng thức mối liên hệ giữa A muốn N nè với cái giải Fibonacci, một ma trận tạo ra từ giải Fibonacci theo hai hướng khác nhau, từ phải qua trái, từ trái qua phải. Này chúng ta thiết kế cái hệ thức chuyên hồi nè, chúng ta tìm ra cái giải Fibonacci nè. Còn bên đây chúng ta từ cái hệ thức chuyên hồi của giải Fibonacci chúng ta tìm ra được A mũ N ha. Ở đây chúng ta cần xử lý hơi phức tạp hơn một chút, tuy nhiên tức là chúng ta nhận ra cái sự đặc biệt này, nhưng mà cái xử lý bên đây nó sẽ ngắn gọn hơn. Còn ngược lại bên đây thì ta làm một cách tự nhiên, nhưng công đoạn cuối thì nó hơi dài dòng hơn một chút.